Chào mừng các cậu đã quay trở lại kênh Way2Way Cartoon với series Avatar The Last Airbender. Trong video này, Way2Way sẽ cùng tiếp tục series Avatar với nhân vật mới là Toph. Kịch bản tiếp tục được thực hiện bởi bạn Vi Lê. Các cậu hãy like và share video này để ủng hộ Vi Lê ra những sản phẩm tiếp theo nhé. Video xin được bắt đầu. Let's go! Toph là một trong những nhân vật được yêu thích nhất series Avatar vì vẻ ngoài dễ thương và sức mạnh cu ngầu của cô bé. Cô cũng là một trong những nhân vật mà tớ thích nhất. Tuy nhiên, tớ đã rất buồn vì bộ phim đã không cho chúng ta thấy được nhiều hơn về nhân vật này, nhưng họ cũng đã xây dựng được hình tượng của một cô bé mạnh mẽ, cá tính và gây ấn tượng mạnh với mọi người. Nếu như Aang là đại diện của công lý và sự vị tha, lòng trắc ẩn, thì Toph là đại diện cho sự nổi loạn và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Cô bé căm ghét các quy tắc và luôn muốn phá bỏ nó. Toph là biểu tượng của sự tự do và sức mạnh. Toph có tên đầy đủ là Toph Beifong, sinh ra vào thời điểm 88 năm sau đại chiến tranh. Toph là con một của nhà Beifong. Đây là gia đình giàu có bậc nhất ở Thổ Quốc. Cha cô là Lao Beifong và mẹ là Poppy Beifong. Toph mù bẩm sinh. Cũng vì lý do này, nhà Beifong đã xem cô như một tiểu thư yếu đuối để nuôi dưỡng. Họ cố bảo vệ cô khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng theo tớ, đây là bảo vệ thế giới bên ngoài khỏi cô thì đúng hơn. Sự che chở này kín đến mức người ngoài hầu như không biết gì về sự tồn tại của cô. Nhà Beifong đã cố nuôi dạy Toph thành một tiểu thư chính hiệu. Họ đè ép cô bé với những luật lệ và khuôn phép. Điều này đã tạo nên tính cách nổi loạn của Toph. Năm 6 tuổi, trong một lần đi chơi, Toph đã lạc vào một cái hang động. Ở đây, cô đã gặp những con chuột chũi khổng lồ, chính là những ngự thổ sư đầu tiên. Toph đã kết bạn với những con chuột này. Cô đã thân với chúng rất nhanh, có lẽ là vì tất cả đều bị mù. Toph học ngự thổ thuật bằng cách bắt chước di chuyển của những con chuột chũi. Từ đó, cô bé đã phát triển kỹ năng mạnh nhất của mình, giác quan địa chấn, giúp cô ngắm nhìn thế giới thông qua ngự thổ thuật. Cha của Toph đã thuê Master Yu, vị sư phụ nổi tiếng nhất thành Gao Ling, về để dạy dỗ cho Toph. Tuy nhiên, họ chẳng cho cô bé học gì cả, ngoại trừ những bài tập đầu tiên của ngự thổ thuật. Mặc dù vậy, nhà Beifong không hề biết đến tiểu thư bé bỏng của họ đã tham gia một giải đấu ngầm của các ngự thổ sư có tên là The Rumble Six ở Gao Ling với nickname là The Blind Bandit, nghĩa là tướng cướp mù, và cô đã vô địch rất nhiều lần. Cuộc đời của cô gái bé nhỏ thay đổi hoàn toàn khi cô gặp Aang, Katara và Sokka. Toph đã quyết định rời bỏ gia đình, nơi cô đang sống trong sự tù túng và luật lệ. Toph đã trở thành sư phụ dạy ngự thổ thuật đầu tiên cho Aang. Và cùng với những người bạn mới này, cô bé bắt đầu hành trình của mình, hành trình trở thành một huyền thoại. Trong tập 4 phần 2, The Swarm, Toph đã xuất hiện cùng con lợn rừng bay, chính là gia huy của nhà Beifong, dưới dạng ảo ảnh của đầm lầy. Đây chính là sự chỉ dẫn của đầm lầy dành cho Aang. Toph chính là người cậu cần tìm để có thể bước tiếp trên con đường Avatar. Và Aang đã có cơ hội gặp Toph trong giải đấu The Earth Rumble 6 ở Gao Ling với cái tên là The Blind Bandit. Aang đã nhận lời thách đấu đánh bại The Blind Bandit của chủ sàn đấu Xin Fu để được nói chuyện với Toph. Nhưng vô tình, cậu ta đã đẩy cô bé ra khỏi sàn và chiến thắng. Giận dỗi vì thua cuộc, Toph đã bỏ đi mà chẳng thèm nghe lời giải thích của Aang. Khi cố tìm kiếm thông tin về Toph, Aang, Katara và Sokka đã tìm đến nhà Beifong. Tại đây, họ đã tìm được Toph và cố gắng thuyết phục cô dạy ngự thổ thuật cho Aang. Khác với hình ảnh Blind Bandit mạnh mẽ và hiếu chiến, Toph Beifong ở nhà là một thiếu nữ chân tay yếu mềm, động vào cái là gọi bảo vệ. Những rắc rối khéo đến khiến cho Toph phải lộ bí mật của mình với gia đình Beifong. Sau đó, cô bé đã cố gắng giải thích cho gia đình rằng cô yêu ngự thổ thuật và cô muốn được trở thành một ngự thổ sư như thế nào. Tuy nhiên, cha cô lại cho rằng họ đã quản lý cô quá lỏng lẻo và quyết định cho vệ sĩ theo cô toàn thời gian. Sau đó, họ đã đuổi nhóm Avatar đi trong những giọt nước mắt của cô gái nhỏ. Nhưng ngay trong đêm đó, Toph đã tìm đến chỗ của cả nhóm với lý do cha cô đã đổi ý và cho phép cô đồng hành cùng với Avatar. Tuy nhiên, lời nói dối vụng về này đã không thể qua mặt được Katara và Sokka, nhưng Aang lại chẳng có chút nghi ngờ nào. Và thế là Toph đã bắt đầu cuộc hành trình của mình cùng với những người bạn mới. Cuộc hành trình đưa cô trở thành ngự thổ sư vĩ đại nhất của Thổ Quốc. Các cậu thấy đấy, gia đình sẽ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi những điều tốt đẹp đó lại trở thành cái lồng giam, khiến cho chúng ta không thể trưởng thành được. Vì thế, đôi khi chúng ta phải thoát khỏi cái lồng đó, tự mình đương đầu với khó khăn và thử thách. Nhưng cũng đừng có quên, dù có ra sao thì gia đình luôn là nơi chào đón chúng ta trở về. Toph cũng vậy, kể cả cô có rời bỏ gia đình bao lâu, trở thành người như thế nào, nhưng cô vẫn luôn dành nhiều tình cảm cho cha mẹ của mình. Quay trở lại với nhà Beifong, thì lúc này, Lao Beifong đã thuê Master Yu cùng với Xin Fu đi giải cứu Toph vì ông ta cho rằng Aang đã bắt cóc cô bé. Về bản tính thì Toph thực sự rất trẻ trâu. Trong series Avatar thì Toph và Aang đều bằng tuổi, nhưng do Aang đã được nuôi dạy bởi các nhà sư
nên bản tính của cậu ta có phần ôn hòa, còn Toph thì lại rất trẻ con và thích thể hiện. Ngay từ lần đầu gia nhập nhóm, trong tập 8 phần 2, The Chase, Toph đã có vấn đề với Katara. Cô không bao giờ giúp đỡ mọi người trong nhóm, cũng như nhận sự giúp đỡ từ người khác, và cách thể hiện bản thân cũng làm Katara cáu bẩn hẳn lên. Những lời trách móc của Katara đã làm bản tính trẻ con trong Toph trỗi dậy. Cô bé đã quyết định rời bỏ nhóm và chạy vào rừng. Ở đây, cô đã vô tình tấn công một ông lão, và ông lão này chính là Iroh, bác của Zuko. Ông cũng đang trên đường đi tìm cháu của mình. Hai con người cô đơn cùng uống trà và tâm sự với nhau. Đến lúc này, chúng ta mới nhận ra cô bé này chỉ là một đứa trẻ muốn thể hiện mình là người lớn mà thôi. People see me and think I'm weak. They want to take care of me. But I can take care of myself by myself. Nhận ra được lời khuyên từ ông bác, Toph đã quay trở lại giúp đồng bọn hạ Azula. Tuy nhiên, cô ta đã trốn thoát và làm Iroh bị thương. Zuko đã rất cáu và đuổi cả bọn đi. Toph lại tiếp tục lên đường cùng với mọi người, nhưng có vẻ cô và Katara vẫn không làm hòa được với nhau. Aang kêu gọi sự gia nhập của Toph vào đội với mục đích là để cô dạy cậu học ngự thổ thuật. Và như tôi đã nhắc ở trong video nói về Aang, thì việc học ngự thổ thuật đối với Aang là khó khăn nhất, vì theo sự tuần hoàn của bốn nguyên tố thì đất là nguyên tố trái ngược với khí. Bên cạnh đó, tính cách cũng ảnh hưởng rất nhiều tới việc học ngự thổ thuật của một Avatar. Toph thiếu kiên nhẫn trong việc chờ đợi cho sự thích nghi của Aang. Cô luôn đẩy cho cậu những bài tập khó khăn nhất, và tất nhiên, những gì Aang có thể làm là thổi khí vào những tảng đá. Các bài tập của ngự thổ sư yêu cầu sự đối mặt trực tiếp với đất và đá. Toph càng làm tăng độ khó của nó khi bắt Aang phải dừng những tảng đá khổng lồ đang lăn về phía cậu. Và sự trốn tránh của Aang càng làm cho Toph nổi cáu hơn. Đang bế tắc trong việc dạy ngự thổ thuật cho Aang, thì cả bọn đã tìm ra Sokka đang bị kẹt ở dưới một cái hố và bị một con sư tử đe dọa. Aang đã nhanh chóng đánh đuổi nó đi. Tuy nhiên, Sokka vẫn bị kẹt. Nhận ra đây là cơ hội để Aang có thể phát huy tiềm năng của mình. Toph đã có những lời động viên cho Aang và đề nghị cậu thử lại một bài tập một lần nữa. Và cuối cùng, cậu ta đã làm được. Thế nhưng người lôi Sokka ra khỏi hố vẫn là Toph. Toph và Katara sau đó đã dành rất nhiều thời gian để huấn luyện Aang. Tuy nhiên, sự kiện sao chổi Sujin đang đến gần và họ cần phải làm gì đó. Với những thông tin có được từ giáo sư Jay, cả bọn đã vào sa mạc Siwon để tìm thư viện Wan Shitong. Và họ đã tìm được những thông tin quý giá về ngày nhật thực. Nhưng cái giá phải trả là Appa đã bị bắt đi mất, và Toph đã tự trách bản thân rất nhiều về việc này. Cả nhóm đã có một hành trình đầy gian khổ để thoát khỏi sa mạc Siwon và đến Ba Sing Se. Toph cũng đã nhận ra điểm yếu của mình khi cô bé hoàn toàn vô dụng ở một nơi đầy cát. Sau việc này, cô đã cố gắng luyện tập ngự sa thuật và hoàn toàn làm chủ được nó. Được thấy trong tập 19 phần 3 khi cô dựng lại mô hình Ba Sing Se bằng cát với sự chính xác đến từng chi tiết. Tuy nhiên, khả năng này vẫn không được thể hiện nhiều trên phim. Quay trở lại với sa mạc thì lúc này cả nhóm cuối cùng cũng đã được đến bến tàu Ba Sing Se. Và ở đây, Toph đã có dịp thể hiện sự quý sật tộc của mình. Chỉ cần một tấm thẻ gia huy lận rừng của nhà Beifong đã có thể lấy hẳn 4 tấm vé tàu. Mặc dù trước đó, thân phận Avatar của Aang cũng không được xem trọng lắm. Ở đây, anh chàng Sokka cũng đã gặp lại bạn gái Suki của mình và cả nhóm đã thêm một thành viên mới. Lát nữa Suki sẽ có vai trò quan trọng nên tớ sẽ chỉ nhắc trước mà thôi. Tuy nhiên rắc rối lại đến, Aang quyết định cả nhóm sẽ băng qua đèo rắn để tới Ba Sing Se. Khi qua đèo rắn thì họ đã bị rắn tấn công. Toph đã bị rơi xuống nước, Sokka đã hét lên và chuẩn bị xuống cứu Toph, nhưng Suki đã nhảy xuống nước và mọi chuyện diễn ra như thế này đây. Actually, it's me. Oh. Có vẻ cô gái nhỏ của chúng ta đã có chút tình cảm với Sokka rồi. Cuối cùng, cả nhóm cũng đã đến được Ba Sing Se và nỗ lực tìm tung tích của Appa. Lúc ở đây, Toph và Katara có vẻ đã dần thân thiết với nhau hơn. Toph đã dạy Katara những quy tắc của quý tộc và hai nàng đã có một màn make-up đỉnh cao để trà trộn vào buổi tiệc hoàng gia của Thổ Vương. Trải qua rất nhiều sóng gió, cả nhóm đã tìm lại được Appa. Sau đó, Toph nhận được thư của mẹ mình. Trong thư, bà có nói rằng bà đang ở Ba Sing Se và bà đã hiểu tất cả và mong muốn được gặp lại cô. Sau một thời gian rất lâu trốn khỏi nhà, Toph vô cùng cảm động khi nhận được tin này. Cô bé đã ngay lập tức tới địa điểm trên thư mà không có tí nghi ngờ nào. Tuy nhiên, đó lại là cái bẫy của Sinfu và Master Yu để bắt Toph, và bọn chúng đã thành công. Trước khi tiếp tục câu chuyện về Toph, tôi sẽ giới thiệu qua một chút về sức mạnh của Toph. Có thể xem Toph là một thiên tài về ngự thổ thuật khi sức mạnh của cô bé đã vượt xa bạn bè đồng trang lứa, thậm chí còn nổi trội hơn cả các bậc tiền bối. Sức mạnh này một phần đến từ việc Toph học được ngự thổ thuật nguyên thủy từ những con chuột chũi. Cũng vì thế nên phong cách ngự thổ của Toph cũng khác biệt hơn so với những ngự thổ sư khác,
Thay vì điều khiển đất đá đơn thuần qua sức mạnh cơ bắp và võ thuật, thì sức mạnh của Toph lại thiên về việc kết nối bản chất tự nhiên của đất hơn. Chúng ta có thể thấy rõ các thế thủ của cô hoàn toàn khác biệt so với các ngự thổ sư khác. Bên cạnh đó, phong cách chiến đấu này đã khiến cho ngự thổ thuật của Toph mạnh mẽ và đa dụng hơn rất nhiều. Đơn cử là việc cô có thể đấu ngang sức với nhiều thành viên trong đội Dai Li và đội vệ vương. Nói qua một chút về giác quan địa chấn của Toph. Kỹ năng này cho phép cô được định vị tất cả mọi thứ trên và trong lòng đất, từ những thứ to lớn nhất cho đến những thứ nhỏ bé nhất, và cả những chuyển động dù có li ti như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị phát hiện. Do đó, Toph có thể biết được mọi đòn tấn công của kẻ thù trước cả khi chúng kịp tung nó ra. Kỹ năng này giúp cô phát hiện người khác có nói dối hay không thông qua các phản ứng nhỏ bên trong cơ thể người đó. Nhưng thành tựu lớn nhất của cuộc đời cô chính là tạo ra ngự kim thuật. Sau khi bị Sinfu và Master Yu nhốt vào một cái lồng bằng kim loại, cô bé đã dành cả ngày để suy ngẫm trong cái lồng kim loại đó, cố gắng cảm nhận những nguyên tố đất nhỏ nhất còn sót lại trong kim loại. Giây phút cô phá cái lồng đó, ngự kim thuật đã thay đổi cả thế giới. Trong tương lai, Way2Way sẽ có một video tổng hợp các ngự thuật trong Avatar. Ở đó, tôi sẽ nói rõ hơn về ngự kim thuật. Ở đây thì các cậu chỉ cần biết ngự kim thuật là một nhánh của ngự thổ thuật với khả năng điều khiển kim loại. Tại thời điểm đó, Toph là ngự kim sư đầu tiên và con loài duy nhất trên thế giới. Và hãy nhớ lúc đó, cô bé mới chỉ có 12 tuổi. Sức mạnh ngự kim thuật đã được thể hiện rõ nhất trong trận chiến với quân đội Hỏa Quốc ở tập cuối phần 3. Trở lại với Toph, ngay khi đào thoát, cô đã quay trở lại và nhốt hai tên Sinfu và Yu vào chính cái lồng đó, rồi dùng hết tốc lực để phóng đến Ba Sing Se. Thông tin bên lề một chút cho các cậu, đó chính là Hama đã mất hàng năm trời trong ngục Hỏa Quốc để tạo ra ngự huyết thuật, cho nên việc tạo ra một nhánh mới của ngự thuật không phải là chuyện dễ dàng gì cả. Nhưng đối với Toph, cô chỉ mất có vài ngày. Mọi thứ đã dần trở nên bế tắc khi Azula đã hạ được Aang và chiếm được Thổ Quốc. Thành Ba Sing Se hoàn toàn thất thủ, cả nhóm lên lưng Appa và bỏ chạy khỏi Thổ Quốc. Đó là kết thúc cho hành trình của Toph trong phần 2. Sang phần 3, cả nhóm đã cùng nhau đến Hỏa Quốc để lẩn trốn. Họ đã làm rất nhiều việc cùng nhau như tham gia tiệc nhảy của Aang, cùng nhau cứu một ngôi làng khỏi sự ô nhiễm, hay giúp Sokka giành một thanh kiếm từ thiên thạch giải cứu một ngôi làng khác khỏi một ngự huyết sư. Trong thời gian này, Zuko cũng đã thuê một tên sát thủ có khả năng bắn tia lửa từ con mắt giữa trán để truy sát cả nhóm. Sokka đã gọi tên này là Combustion Man. Toph và Katara vẫn tiếp tục giúp Aang phát triển những kỹ năng về ngự thổ và ngự thủy. Tuy nhiên, dạy thì ít mà hai nàng gây gổ thì nhiều. Trong tập 7 phần 3, sau khi gây sự với Katara xong thì Toph đã dẫn Aang và Sokka đi cờ bạc. Họ mang về cả đống tiền và đồ ăn, nhưng có vẻ Katara không thích việc này lắm. Katara đã cố cảnh báo ba người nhưng không được, và kết quả là Toph đã bị truy nã với cái tên là The Runaway. Chiến tranh giữa hai cô gái trong nhóm vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Katara tìm thấy giấy truy nã của Toph. Aang và Sokka đã tìm cách để hai người làm hòa. Sokka và Toph đã cùng tâm sự về Katara, và Katara cũng vô tình nghe được những gì họ nói. Katara và Toph sau đó đã xin lỗi và làm lành với nhau, và Katara đã rủ Toph thực hiện phi vụ cuối cùng, đó là đột Toph cho chính quyền để lấy tiền truy nã và Toph thoát ra ngoài bằng ngự kim thuật. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái bẫy của Combustion Man. Hai bên đã giao tranh quyết liệt và nhóm của Toph đã thoát khỏi tên sát thủ. Cuối cùng, Katara đã giúp Toph gửi thư cho gia đình bằng con chim Hawky của Sokka. Trong lúc ở Hỏa Quốc, Toph dần có tình cảm với Sokka. Trong tập 4/3, khi Sokka lên đường đi tầm sư học kiếm, cả nhóm đã rất nhớ cậu ta, đặc biệt là Toph. Tuy nhiên, đến khi Sokka quay về thì vẫn cứng mồm. Mặc dù có nhiều cảnh gợi ý cho các bạn shipper, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa Toph và Sokka chả đi tới đâu cả. Toph đã tham gia cùng mọi người đánh chiếm Hỏa Quốc trong ngày thật thực. Tuy nhiên, Azula đã dự tính toàn bộ và kế hoạch đã thất bại. Tất cả mọi người lớn tuổi đều hy sinh làm tù nhân để Appa chở những người khác chạy trốn đến Đông Phong Tự. Ở đây, họ đã gặp lại Zuko. Anh ta đến với sự hối lỗi và mong được gia nhập nhóm để giúp Aang học ngự hỏa thuật. Toph là người duy nhất trong nhóm tin tưởng Zuko. Đêm đó, cô bé đã một mình đi tìm anh ta, nhưng vô tình Zuko đã làm bỏng chân của Toph, khiến cho mọi việc tồi tệ hơn rất nhiều. Mọi người sau cùng đã chấp nhận sự gia nhập của Zuko sau khi anh ta giúp cả bọn thoát khỏi Azula ở Tây Phong Tự. Sau đó, Toph cùng mọi người đã chiến đấu với đội quân Hỏa Quốc trong sự kiện sao chổi Sozin. Với kỹ năng ngự kim cùng sự giúp đỡ của Sokka và Suki, họ đã hạ toàn bộ đội tàu bay của Hỏa Quốc, giúp Aang hạ Ozai và chấm dứt cuộc chiến tranh 100 năm, mở ra một kỷ nguyên mới cho toàn thế giới. Sau series Avatar The Last Airbender, Toph vẫn tiếp tục xuất hiện trong series Avatar Legend of Korra. Lần đầu tiên, trong dòng hồi tưởng của Korra trong tập 9 phần 2, Toph xuất hiện với vai trò là cảnh sát trưởng của một thành phố Cộng Hòa. Lúc này, cô đã 40 tuổi, lớn hơn ngày xưa rất nhiều và cũng xinh đẹp hơn. Tuy vậy,
bản tính trẻ con vẫn không thay đổi. Cô vẫn gọi Aang là Twinkle Toe. Twinkle Toe là biệt danh mà Toph đã đặt cho Aang khi giao đấu với cậu ở giải Rumble 6 và cậu ta đã tỏ ra rất khó chịu. Tớ đã khá bất ngờ khi một người cực kỳ ghét các luật lệ như Toph lại chấp nhận làm cảnh sát trưởng. Thậm chí, người ta còn dựng tượng của cô. Lúc này, cô đã có hai đời chồng. Người đầu tiên được nhắc đến có tên là Kanto, nhưng ngoài cái tên ra thì không có thông tin gì cả. Còn người thứ hai thì lại hoàn toàn không có thông tin gì. Có vẻ Toph khá là đa tình nhỉ. Và cô còn có hai người con gái là Lin và Suin. Cả hai đều mang họ Beifong. Lin đã kế thừa Toph làm cảnh sát trưởng thành phố Cộng Hòa, còn Suin và gia đình thì trở thành lãnh đạo của thành phố Yafu. Thành phố này được Toph xây dựng nên bằng ngự kim thuật, nơi có công nghệ và tài nguyên phát triển bậc nhất thế giới. Trong tập 2 phần 3 Legend of Korra, chúng ta lại gặp Toph lúc này đã già, đang ẩn cư tại đầm lầy Foggy. Korra cho rằng Toph đã cắt đứt liên kết với thế giới, nhưng thực ra Toph đang ngắm cả hành tinh bằng những đường linh khí thông qua rễ cây của đầm lầy. Cũng tại nơi đây, cô đã gặp được Korra và chữa trị chất độc trong người cô bé. Toph lại tiếp tục dẫn dắt người bạn cũ của mình trên con đường trở thành một avatar. Tuy đã già, nhưng tính nết của Toph vẫn chẳng thay đổi gì cả. Trong tập 10 phần 4, Toph đã ra khỏi đầm lầy và giải cứu gia đình cô khỏi Kuvira. Cô cũng làm lành với Lin sau 20 năm không nói chuyện. Một chi tiết thú vị nữa là trong tập 6 phần 3, Toph đã hỏi Aang rằng cậu có nghĩ tình bạn thực sự có thể kéo dài hơn một kiếp người không? Và đúng là tình bạn của họ đã thực sự vượt qua hai kiếp người. Và đó là Toph Beifong, ngự thổ sư vĩ đại nhất của Tổ quốc. Và đó cũng là cuộc hành trình của cô trong series Avatar The Last Airbender và Legend of Korra. Tuy nhiên, qua cả hai series Avatar thì Toph chỉ là một nhân vật phụ và không có ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện của phim. Bên cạnh tuổi đời quá ngắn, các đạo diễn cũng không xây dựng cho cô một câu chuyện quá nhiều chiều sâu. Cho nên để mà kể về Toph thì cũng không có nhiều điều mà kể. Các cậu thấy sao về nhân vật Toph? Hãy đóng góp ý kiến của mình bên dưới phần comment nhé! Series Avatar trên Way2Wear sẽ còn rất nhiều, nên để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì thì hãy chia sẻ và đăng ký ngay kênh Way2Wear để nhận được những thông báo video mới nhất. Way2Wear nói chung và Vile nói riêng sẽ tiếp tục ra những video chất lượng về Avatar. Cảm ơn các cậu đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong những video lần tới. Way2Wear out.